Thưa quý vị, hiện tại bây giờ chúng tôi đang có mặt tại cầu Đáy Kính, tọa lạc tại khu du lịch thung lũng tình yêu. Và đây là một trong những địa điểm hiện nay đang rất thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ cũng như là du khách khi đến với thành phố Đà Lạt. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tham quan không gian của cầu Đáy Kính cũng như là với chiều cao ở 90m so với mặt đất thì sẽ mang đến cho chúng ta những cảm nhận như thế nào. Hãy cùng theo Trần Ánh Nguyệt nhé. Ngàn Thông là cầu Đáy Kính thứ 6 tại Việt Nam và là cầu kính đầu tiên ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Điểm đặc biệt của cầu kính Ngàn Thông là nối hai địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt là Đồi Mộng Mơ và Thung Lũng Tình Yêu. Đây là những địa danh sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hữu tình bậc nhất của xứ sở sương mù. Đến đây, mỗi du khách đều có cho mình một cảm nhận riêng, nhưng hơn hết, bạn phải kiểm tra để đảm bảo về mặt sức khỏe, tinh thần trước khi tham gia trải nghiệm đi trên chiếc cầu Đáy Kính với chiều dài 327m, rộng 3m và sâu 90m này. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi dẫn đoàn đến để tham quan cái cầu kính. Thì mới ban đầu cảm nhận là cái cầu kính nó hơi vừa bước lên thì mình có vẻ giống như là nó hơi bị chao đảo tí. Nhưng mà khi mà mình đã đến nơi rồi thì mình đi với cái hướng là mình cứ đi thẳng, con mắt mình cứ đi thẳng tiến hướng tới, mình đừng có ngó xuống thì mình sẽ không có bị chao đảo, không có bị gọi là rối loạn cái tiền đình của mình. Em cũng cảm thấy nó khá là mới lạ so với mô hình du lịch của Đà Lạt, tại vì đây là cũng giống như là cái cầu kính đầu tiên ở mà Lâm Đồng mình đem về. Thì với lại thứ hai thì cũng là cảm giác nó cũng khá là mạo hiểm một xíu, tại vì ở đây hiệu ứng cầu thì người ta mô tả cũng khá là chân thật, cũng như là độ cao thì nó cũng gọi là nó hơi áp lực mọi người đi một xíu, nhưng mà khi mà mình đi ở trên này thì mình trải nghiệm được toàn bộ cái không gian của thung lũng. Ở độ cao hơn 1.500m so với mặt nước biển, cầu Đáy Kính Ngàn Thông mang đến cho du khách cái nhìn bao quát về cảnh quan của Đà Lạt. Đặc biệt, qua lớp kính cường lực, thiên nhiên có vẻ huyền diệu hơn. Trong quá trình tham quan trải nghiệm, du khách có thể dừng lại trên cầu để tận hưởng không khí trong lành, mát rượi và cảm nhận sự lãng mạn từ cảnh vật xung quanh. Tất cả hòa quyện với nhau như một bức tranh thủy mặc đầy màu sắc của Ngàn Thông, hồ nước và phía xa là dãy núi Lam Biang hùng vĩ. Cầu kính là một trong những cái hạng mục mà TDC có cái chiến lược phát triển tới năm 2025 và tầm nhìn 2030. Phải nói rằng sau đại dịch Covid đó, trên một cái đường đua mới mà đặc biệt về vấn đề lĩnh vực du lịch đó, thì TDC cũng đã có những cái hướng để đầu tư theo cái xu thế này, và tới đây chúng tôi sẽ đầu tư tiếp tục về khu vui chơi đêm gồm có cái indoor cho trẻ em, rồi có vườn ánh sáng, một trong những cái hạng mục mà TDC cũng đã trong kế hoạch phát triển tới 2025. Bởi vì chúng tôi cũng được chính quyền ủy ban cũng như tỉnh ủy rất là ủng hộ, rất là quan tâm để làm sao đồng hành cùng với cái sự phát triển về du lịch của tỉnh Lâm Đồng. Phải nói là một cơ hội rất tốt sau đại dịch, bởi vì cái giao thông rồi đường hàng không tất cả đều được quan tâm như thế này, thì cái du lịch của Việt Nam, đặc biệt là thiên phú cho Đà Lạt có một cái khí hậu và một cái thành phố trong rừng như thế này, mà cái du lịch sinh thái này thì một trong những cái mà không phải 100 triệu dân quan tâm đâu, mà cả cái quốc gia mà nhiệt đới đó cũng rất là quan tâm. Thì mong muốn TDC là đồng hành, là đóng góp cái phần, một phần của mình trong cái sự phát triển về du lịch của tỉnh. Đến tham quan cầu Đáy Kính, du khách còn có thể trải nghiệm rất nhiều hoạt động tại thung lũng tình yêu, như đến với không gian trưng bày 30 kỳ quan thế giới, tận hưởng không gian văn hóa Tây Nguyên qua những đêm giao lưu âm nhạc cùng các chàng trai, cô gái đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều hoạt động khác. Trong những năm qua, mỗi hoạt động du lịch tại thung lũng tình yêu nói riêng và Lâm Đồng nói chung đều hướng đến cho du khách những sản phẩm mới mẻ và sáng tạo nhất, và cầu Đáy Kính Ngàn Thông là một trong những điểm đến hấp dẫn mà du khách có thể trải nghiệm mỗi khi đến Đà Lạt.